đã từng có một mối tình chân thành vô bày trước mặt tôi, nhưng mà tôi không biết tôn trọng. Cho đến khi mất đi tôi mới biết ăn năn thì không kịp. Trên trần gian còn cái gì đau khổ hơn như vậy? Nếu mà ông trời cho cơ hội trở lại một lần nữa thì tôi sẽ nói cô gái đó tôi yêu cổ. Nếu nhất định phải cho kỳ hạn trên mối tình này thì tôi hy vọng là 10.000 năm. Đi. Khi yêu một người cần lý do hay sao? Không cần hả? Cần hay sao? Không cần hả? Cần hay sao? Không cần hả? Ê, tôi chỉ nghiên cứu danh thôi, đừng có coi là sự thật mà. Bộ cần hay sao?